mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Dùng phương pháp điện liệu để thanh lọc không khí. Thiền là pháp môn chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, cũng là môn đốn giáo. Đốn giáo là do tiệm giáo siêng năng tu hành mà thành, nên có câu rằng, lý tuy đốn ngộ, sự tu tiệm tu. Nghĩa là lý tuy hiểu lập tức, nhưng việc tu cần phải từ từ. Hiện nay, đi đứng nằm ngồi đều là pháp tiệm tu. Chờ tới một ngày nào đó, chân chính hiểu rõ thì sẽ đột nhiên khai ngộ. Đó tức là đốn. Thật ra đốn không tách rời tiệm, tiệm chính là trợ giúp cho đốn. Thông thường người tu, ai tu pháp gì thì cho pháp ấy là hay nhất, là số một. Nếu không là số một thì y chẳng thích thú gì và cũng chẳng muốn thực hành. Nếu quý vị chân chính hiểu rõ thì mọi pháp đều là Phật pháp và đều không thể nắm bắt. Do đó, không có gì đáng chấp trước cả. Khi tu thiền là ta điều phục thân và tâm. Điều phục thân tức là làm cho thân không loạn động. Điều phục tâm là làm cho tâm không khởi vọng tưởng, thường thường thanh tịnh. Hệ tâm thanh tịnh thì tận hư không và khắp pháp giới, mọi thứ đều nằm trong tự tánh. Tự tánh bao hàm mọi thứ, dung nạp mọi thứ, và cũng chính là Phật tánh xưa nay của chúng ta. Từ vô lượng kiếp đến nay, đời này tiếp đời kia, chúng ta bị những thứ kiến giải sai lầm làm cho mê nhiệm quá sâu dày nên không dễ dàng mình tâm kiến tánh. Vì lý do ấy, chúng ta mới đã thiền thất. Đã thất gọi là khắc kỳ thủ chứng, tức là đặt ra một thời gian nhất định để dụng công, cầu đạt được sự thấu triệt sáng suốt. Nếu quý vị muốn chân chính thấu triệt, thông suốt, thì trước hết quý vị phải học làm như là không biết gì cả. Trong thiền đường lúc dụng công, quý vị dùng phương pháp gì? Phương pháp không biết. Trên không biết cái trời, dưới không biết cái đất, ở giữa không biết cái người. Từ sáng đến tối quý vị làm gì? Không biết. Ăn thức gì? Không biết. Mặc áo gì? Cũng không biết. Cũng như đang hôm trầm, cái gì cũng không biết. Rằng, dưỡng thành đại triết, phương vi xảo, học đáo như ngu, thủy kiến kỳ. Nghĩa là nếu quý vị làm sao thành như người ngu đần nhất thế giới, thì lúc ấy mới sinh ra sự xảo diệu. Bây giờ thì, nhất thông, nhất thiết thông, nhất liễu, nhất thiết liễu, nhất ngộ, nhất thiết ngộ. Nghĩa là thông suốt một, thông suốt hết thảy, tỏ rõ một, tỏ rõ hết thảy. Giác ngộ một, giác ngộ hết thảy. Lúc ấy, quý vị sẽ thông suốt mọi sự và triệt để khai ngộ. Quý vị đã học được gì? Không biết, hệt như người khờ vậy. Xong, ngay lúc ấy, việc kỳ diệu mới hiện ra. Khi tham dự khóa thiền thất, quý vị phải để qua một bên tánh khôn vặt, tánh ranh mạnh. Đừng nên cho rằng cái gì mình cũng biết, cũng thông suốt. Nếu cho rằng cái gì mình cũng biết là chẳng phải chân chánh hiểu biết Phật pháp. Có câu, đại trí nhược ngu, nghĩa là người có đại trí huệ thì ra vẻ như ngu si. Nhìn bên ngoài họ giống như chẳng hiểu biết gì cả, nhưng thật ra họ biết hết mọi chuyện. Đó gọi là chuyện nhỏ thì mù mờ, mà chuyện lớn thì thông suốt. Người nào như vậy mới là bậc đại thành tựu. Lúc chúng ta thiền đường, đại chúng chạy thì mình chạy, đại chúng ngồi thì mình ngồi, đông tây nam bắc mình chẳng còn biết. Lúc ấy mình sẽ chân chính hiểu rõ, chân chính liễu giải, hiểu gì, hiểu rõ bản địa phong quang, tức là quê hương, xứ sở của mình ra sao. Liễu giải gì? Liễu giải bản lai diện mục của chính mình, tức là bộ mặt thật của mình là gì. Tại thiền đường, quý vị cần dụng công tu hành, bớt nói lời vô ích, chớ lãng phí thời gian, rằng một tấc thời gian, một tấc vàng khó đổi tấc thời gian. Việc tọa thiền quả thật rất là quý báu. Không biết giây phút nào quý vị sẽ khai ngộ, do đó quý vị phải tranh thủ từng giây từng phút. Đừng để thời gian trôi lúng qua. Nếu đi vệ sinh xong rồi thì lập tức quay về thiền đường tiếp tục ngồi. Tới nhà ăn, ăn uống xong, tức khắc trở lại thiền đường. Hoặc uống xong trà cũng lập tức quay về thiền đường. Nói tóm lại, quý vị chớ bỏ qua cơ hội khai ngộ, vì không biết lúc nào sẽ là lúc mình khai ngộ. Nói cách khác, đi nhiều, chạy hay ngồi thiền đều là cơ hội tốt để khai ngộ, chớ để vụt mất. Và đời nhà Thanh có lần hoàng đế Ung Chính mời vị phương trưởng chùa Cao Măng là Thiên Huệ thiền sư tới Bắc Kinh để đàm luận thiền lý. Hoàng đế hỏi ngài có biết tông chỉ của Ngọc Lâm Bắc Sư chăng, thì ngài không trả lời được. Hoàng đế bèn ra lệnh cho ngài phải ở lại thiền đường
và trong vòng 7 ngày phải tìm cho ra đáp án, nếu không sẽ bị chém đầu. Trong suốt 6 ngày, Ngài tìm không ra câu trả lời, đến ngày cuối cùng vì gấp rút khẩn trương quá, nên Ngài chạy vòng vòng trong thiền đường. Chạy tới chạy lui, làm cho Ngài choáng váng mặt mày, đâm đầu vào cột trụ, đầu u lên một cục. Ngay lúc ấy tâm trí đột nhiên sáng sủa, Ngài tìm ra đáp án, bèn đến gặp Hoàng đế. Vua Ung Chính biết là Ngài đã lãnh hồi được tông chỉ của Ngọc Lâm Quốc Sư, từ ấy về sau mới có lệ chạy vòng trong thiền đường. Chạy vòng tức là bào hương. Ở trong thiền đường thì có hành hương, bào hương, tọa hương và tham thoại đầu. Hành hương tức là bước mau, bào hương là chạy chậm chậm, tọa hương là ngồi thiền. Tham thoại đầu là nghiền ngẫm về một vấn đề như tham câu ai niệm Phật, nhắc tâm nhắc ý tham vấn câu đó, tham ngẫm để chỗ nhắc tâm bất loạn, nhắc trần bất nhiễm. Khi chẳng một mảy may bụi nào làm mình bị vấn đục, thì lúc đó là lúc khai ngộ vậy. Đó là những phương pháp dùng để ngăn ngừa, đình chỉ vọng tưởng. Không có vọng tưởng thì mới có giác ngộ. Mục đích của tọa thiền là để khai ngộ, sau khi khai ngộ thì mới có trí huệ siêu phàm. Bởi vậy, chữ tổ nghiên cứu phương pháp dĩ độc công độc, dùng việc tham thoại đầu để khống chế vọng tưởng, tức là dùng một vấn đề để khống chế tất cả các vấn đề khác. Đề mục của tham thoại đầu là gì? Tức là tham câu niệm Phật là ai. Khi nào quý vị tìm ra ai, hiểu biết rốt ráo ai niệm Phật, thì lúc ấy mới chân chính thấu suốt. Thấu suốt gì? Thấu rõ phải xa rời mọi thứ điên đảo thị phi. Tâm kinh dạy rằng, xa rời điên đảo mộng tưởng, đạt tới cú cánh niết bàn. Quá trình này đòi hỏi phải trải qua một phen khổ công mới thành tựu nổi. Nếu tôi nói quá nhiều sẽ làm gián đoạn công phu của quý vị. Tốt hơn hết là quý vị hãy tuân theo quy củ, luật lệ, chân thật dụng công tu hành. Có một điều quý vị cần hiểu rõ là trong Tam Tự Kinh có câu quý dĩ chuyên, nghĩa là quý ở sự chuyên cần. Bất luận làm việc gì, nếu có thể chuyên tâm nhất ý, thì kết cuộc sẽ thành công. Cũng vậy, khi tham thoại đầu, chỉ nghĩ tới một câu, sáng nghĩ, chiều nghĩ, ăn nghĩ, ngủ cũng nghĩ, đi cũng nghĩ, ngồi cũng nghĩ về câu đó. Nếu chưa nghiền ngẫm tới chỗ, biển cạn đá nứt, thì đừng bỏ cuộc. Nói cách khác, chưa khai ngộ thì chưa ngừng nghĩ. Chỉ nghĩ đến một vấn đề mới là chân lý, còn suy nghĩ nhiều vấn đề quá thì là vọng tưởng. Kể rằng, nhược nhân tỉnh tọa nhất tu du, thắng tạo hằng sa thất bảo tháp. Nghĩa là nếu ai tỉnh tọa chỉ trong một sát na, còn hơn xây hằng sa tháp bảy báo. Đó là nói về công đức ngồi thiền. Nếu người ngồi thiền có thể tịnh tâm chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, thì công đức ấy so với công đức xây hằng hà sa số tháp bảy báo còn nhiều hơn gấp bội. Bởi vì tạo ra vô số tháp, bất quá cũng để cúng dường xá lợi của Phật, nhưng nếu tĩnh tọa chỉ trong giây lát lại có thể tạo ra chân thân của Phật. Do đó, tĩnh tọa chỉ trong một sát na mà công đức còn nhiều hơn là xây tháp bảy báo. Như vậy, nếu hàng ngày quý vị ngồi thiền thì công đức càng khó kể xiết. Nếu trong một thời gian ngắn ngủi quý vị chẳng khởi vọng tưởng, tâm được thanh tịnh, thì dần dần tâm của quý vị sẽ trở nên tạm nhiên thường tịch, nghĩa là trong suốt và thường tịch tịnh. Khi tĩnh tọa ở thiền đường, không những công đức của quý vị vô lượng, mà đối với toàn thế giới nhân loại, công đức ấy cũng vô lượng. Có người hỏi, công đức của tôi làm sao san sẻ cho nhân loại, cho toàn thế giới được chứ? Hiện nay, nhân loại trên toàn thế giới, do vì tranh danh đoạt lợi nên tạo ra sát khí đằng đằng, ích kỷ, tự lợi, nào là ta tranh, người giành, khiến thế giới biến thành đen tối u ám. Đầy dẫy độc khí. Nhân loại đấu tranh ác liệt, càng ngày càng dữ dội, càng ngày càng nguy hiểm, mỗi lúc mỗi thêm nghiêm trọng. Nếu chúng ta không tìm cách cứu vãn nguy cơ đang bao trùm thế giới, chắc hẳn một ngày nào đó, địa cầu sẽ bùng nổ. Vì sao vậy? Bởi vì giờ đây khoa học quá tiến bộ, các nước lớn đang nghiên cứu vũ khí giết người hàng loạt. Họ thi đua chế tạo những vũ khí hạt nhân, tia laser, v.v. Một khi chiến tranh phát sinh, những vũ khí ấy sẽ biến trái đất thành tro bụi. Lúc đó, quả là ngày tàn của nhân loại. Do đó, lúc dùng công tu hành trong thiền đường, vô hình trung, chúng ta có thể tiêu diệt những thứ sát khí ấy, khiến thế giới tránh được nguy cơ. Bầu không khí đã bị ô nhiễm vì những chất độc,
hoặc là gián tiếp hoặc là trực tiếp. Những khí độc ấy ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng sinh, đe dọa sinh mạng của muôn loài. Quý vị hãy xem, hiện nay các thứ bệnh tật quái dị càng ngày càng nhiều khiến các bác sĩ phải bó tay. Đó là do không khí bị ô nhiễm, chẳng được trong lành sạch sẽ, đâu đâu cũng toàn là độc khí. Người tu đạo chúng ta phải dùng một loại điện liệu để làm tiêu tan chất độc trong không khí. Thế nào là điện liệu? Tức là tĩnh tọa. Nhờ tĩnh tọa mà ánh sáng trí huệ được phóng đi. Ánh sáng trí huệ này chính là một luồng điện lực. Luồng điện lực ấy di chuyển trong không gian và sẽ có tác dụng giải độc, khiến cho không khí hỗn trược biến thành thanh khiết. Đó gọi là cách chữa trị các căn bệnh của thế giới bằng phương pháp điện liệu. Bây giờ có người hoài nghi về đạo lý này. Tĩnh tọa làm sao mà có thể làm tiêu tan được chất độc trong không khí? Tôi xin kể một câu chuyện như sau. Vào đời nhà Tống có một vị đại văn hào tên là Tô Đông Pha. Đương thời có một vị thiền sư pháp danh là Phật Ấn. Hai người là bạn đạo, thường hay lui tới với nhau, nên có câu đối như sau để chứng minh tình bạn gắn bó của họ. Xuất nhập hữu tăng giai Phật Ấn, vãng lai vô cách Bắc Đông Pha. Nghĩa là ra vào có sư Phật Ấn thường gần gũi, tới lui chẳng bạn Tô Đông Pha thì còn ai. Có lần Tô Đông Pha làm một bài kệ: Khế thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoan tọa tử kim liên. Nghĩa là đảnh lễ thiên trung thiên, tức là đảnh lễ Đức Phật. Hào quang chiếu vũ trụ, tám gió thổi chẳng động, ngồi vững tòa sen vàng. Tô Đông Pha gửi cho thiền sư Phật Ấn bình luận, rồi vì đó mà hai người nảy ra tranh biện. Bây giờ chúng ta hãy lấy câu hào quang chiếu vũ trụ để thuyết minh một nguyên lý. Hào quang này chính là điện liệu, rồi chiếu toàn đại thiên thế giới và làm cho tiêu độc. Hào quang này có thể làm tiêu trừ được không khí hỗn trược trong vũ trụ, tẩy sạch hoàn toàn cho đến một chút xíu độc tố cũng không còn. Nếu quý vị có thể phóng hào quang chiếu khắp vũ trụ, thì phần độc khí của quý vị sẽ được tiêu tan. Nếu người khác có thể phóng hào quang chiếu khắp vũ trụ, thì phần độc khí của người ấy sẽ được diệt trừ. Nếu mọi người có thể phóng hào quang chiếu khắp vũ trụ, thì độc khí của mọi người sẽ được tiêu trừ. Nếu ai ai cũng đồng tâm hiệp lực, dùng phương pháp điền liệu để chữa trị các căn bệnh của thế giới, thì không khí ô nhiễm sẽ càng ngày càng giảm bớt, không khí trong lành sẽ càng ngày càng gia tăng. Dần dần, bầu không khí sẽ trở nên hoàn toàn trong sạch. Quý vị phải biết rằng không khí ô trược là độc tố, còn bầu không khí sáng chói rạng rỡ là trí huệ. Hiện tại, vì sao không khí bị ô nhiễm? Vì đa số người ta không biết tu hành, không biết dùng phương pháp điện liệu, do đó không khí càng lúc càng bị ô trược. Người tu đạo chúng ta phải nhận trách nhiệm làm cho bầu không khí trở nên thanh khiết. Không những bản thân mình phải dũng mạnh tinh tấn tu thiền, mà còn phải khuyến khích bạn bè và bà con thân thuộc ngồi thiền. Công đức bỏ thiền vô lượng vô biên, đối với thân tâm có ích lợi không thể nghĩ bàn. Nếu họ không tin, quý vị hãy bảo họ thử thí nghiệm xem, sớm muộn gì họ cũng sẽ đạt được ích lợi khó nghĩ bàn. Quý vị hãy gắn công tọa thiền. Khi hào quang của quý vị chiếu khắp đại thiên thế giới, độc tố trong không khí sẽ tự nhiên bị tiêu diệt hết. Quý vị hãy chú ý, chỉ cần quý vị ngừng bật vọng tưởng thì có thể phóng ra trí huệ quang minh. Hào quang này có thể chiếu khắp đại thiên thế giới và trừ độc trong không khí. Quý vị sẽ gặt hái được vô lượng công đức, có ích lợi cho nhân loại trên toàn thế giới. Lợi ích gì? Đó là có thể tiêu diệt độc tố làm cho không khí bị ô nhiễm, khiến cho nhân loại không còn bị tai họa vì các chứng bệnh hiểm nghèo. Đây chính là lợi ích gián tiếp cho tất cả mọi người vậy. Ha ha ha, 问什么的说